Mẹ dắt con vô đây chi vậy? Là để lấy lại cuộc sống mà con mơ ước. Con mau biến khỏi đây trước khi tôi nổi điên. Con cháu của nhà này thì phải được ở trong căn nhà này. Không bao giờ để cho chuyện đó xảy ra đâu má. Cứ làm theo lời má. Cút ra khỏi nhà tao. Đồ ăn mày dơ giấy. Ai muốn tham gia cuộc thi lần này thì tiến lên phía trước một bước. Cậu lại ghét tôi đến mức như vậy sao? Anh cũng chỉ là một thằng anh ngoại. Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi. Không được, mình phải đi trước một bước.